Chào quý bà con, hôm nay chúng tôi đang test máy nghiền buồng thẳng Takeo TK10, nghiền hạt bắp ra thành cám. Máy nghiền buồng thẳng Takeo TK10 sử dụng điện một pha 3kW, tua nhanh, motor được bảo hành lỗi đổi mới trong vòng 12 tháng. Máy nghiền buồng thẳng Takeo TK10 được bảo hành 18 tháng. Chúng tôi đang nghiền hạt bắp ra thành dạng cám để cho gia súc gia cầm ăn. Với năng suất nghiền hạt bắp từ 100 đến 200kg trên giờ, phù hợp với các trang trại, hộ gia đình chăn nuôi vừa và nhỏ. Bà con có thể xem thực tế là nguyên liệu sau khi đã nghiền rất là nhỏ, mịn để cho gà vịt nhỏ đều ăn được. Chúng ta có thể trộn với lại các loại rau, cỏ băm ra để làm thức ăn hay là nấu thành cám cho gia súc, gia cầm. Chân thành cảm ơn quý bà con đã ủng hộ sản phẩm máy bắp nghiền Takeo TK10 của công ty Thế Giới Máy. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.